điều khiến cho con người ta sinh bệnh, con người ta không được tồn tại khỏe mạnh, đó chính là vì sợ hãi. Có phải muốn giữ được sinh mệnh thì lại quay sang sợ hãi, nhưng vô tình sợ hãi lại giết chết sinh mệnh. Tống Văn Lương là bạn Hiếu ghim hộ mình, cảm ơn Hiếu. Bí ẩn của sinh mạng là thoát khỏi nỗi sợ hãi. Thầy giải thích chi tiết hộ em về câu nói đó trong phim Cuộc đời của Đức Phật Buddha được không ạ? Em cảm ơn thầy ạ. Vâng. Bí mật của sinh mạng là thoát khỏi nỗi sợ hãi. Điều gì khiến cho chúng ta sợ hãi? Trong các nỗi sợ thì nỗi sợ lớn nhất là lại sợ mất cái sinh mạng này. Sợ chết là thứ sợ khủng khiếp nhất. Cho nên bạn tin tôi đi, khi người ta đọc lệnh bạn vào tù, có khi bạn chưa nhảy cẫng lên đâu. Nhưng khi có một con rắn nó nào đến và có nguy cơ mình bị chết, hoặc một thằng nó cầm dao nó xiên, thì bạn chạy không cần suy nghĩ. Và để giải quyết hết nỗi sợ hãi đó thì bắt buộc bạn phải có trí tuệ. Bạn phải hiểu được quy luật cuộc sống để đừng gieo nhân bệnh. Vì gieo nhân bệnh là phải nhận được cái quả bệnh, cái quả nghiệp. Thế thì bí ẩn của sinh mạng chính là giải thoát khỏi nỗi sợ hãi. Nhưng để giải thoát nỗi sợ hãi của sinh mạng thì lại chính nằm ở gì ạ? Trí tuệ. Nằm ở chính trí tuệ. Để không gieo nhân gì ạ? Họ hiểu được nhân quả, hiểu được quy luật thì không gieo nhân xấu. Nhưng bí mật của trí tuệ lại nằm ở đâu ạ? Ở sự tĩnh tâm. Lại nằm ở sự tĩnh tâm. Mà muốn tĩnh tâm được thì lại quay trở lại là gì? Giữ giới. Vậy cuối cùng Đức Phật mới tìm ra giữ giới. Đức Phật phát hiện ra rằng điều khiến cho con người ta sinh bệnh, con người ta không được tồn tại khỏe mạnh, đó chính là vì sợ hãi. Có phải muốn giữ được sinh bệnh thì lại quay sang sợ hãi, nhưng vô tình sợ hãi lại giết chết sinh bệnh. Cho nên những kẻ hay sợ hãi là những kẻ mới bị bệnh tim mạch, huyết áp. Tham cũng là một loại sợ hãi, vì sợ sau không có nữa cho nên phải tham. Sân cũng là một loại sợ hãi, bởi vì bất lực lên sân. Si mê cũng là một loại sợ hãi, bởi vì sợ không được cái khác tốt hơn. Cho nên chính sự sợ hãi đã làm loạn nhịp của gì ạ? Nội tiết tố và khí, và nó giết chết sinh mạng. Vậy muốn giữ được sinh mạng thì phải thoát khỏi nỗi sợ hãi. Muốn hết sợ hãi thì phải có trí tuệ để đừng gieo nhân bệnh. Mà muốn không gieo nhân bệnh và có trí tuệ thì tâm nó phải định. Mà muốn tâm định thì phải quay sang giữ giới. Giữ giới chính là gì? Thói quen kỷ luật, thói quen sinh hoạt, ăn uống, thói quen gì ạ? Trao đổi, cười nói với người khác, thói quen làm việc. Tất cả những thói quen đó phải bắt đầu từ giới. Giới gọi là những thói quen. Vậy giới xong đến định, xong sinh ra tuệ. Mà có tuệ thì hết sợ hãi. Hết sợ hãi thì đó chính là việc gì? Sinh mạng được gì ạ? Được rất là tốt, được sống tốt, được sống khỏe, và được làm chủ thân tâm. Rồi ạ, cảm ơn câu hỏi của Tống Văn Lương. Chúc bạn ứng dụng rất là tốt vào cái việc bí ẩn để giữ cái sinh mạng này. Xin cảm ơn. Liên hệ ngay CEO Hồ Chí Minh Holding. Hotline 0902509005. Website ceohcm.edu.vn.